Hôm nay thì anh em mình cũng rất là may mắn có duyên để có thể là tìm đến nhà thầy cho tất cả quý vị khán giả trong cả nước sẽ thấy được căn nhà của thầy Minh Tuệ sẽ như thế nào đây mọi người. Đó, đây là căn nhà 2 lầu, hiện tại thì đang có 2 bác sinh sống trong căn nhà này. Cũng như rất may mắn hôm nay thì dạ cháu cháu chào bác ạ. À cháu chào bác ạ. Dạ cháu chào bác ạ. Thì khán giả trong cả nước ấy thì cũng đang thắc mắc là không biết là nhà của thầy ở đâu. Hôm nay bọn cháu cũng rất là vui thì tìm đến nhà của thầy cũng rất là mong là thầy cho con bọn con là cũng có thể là quay một xíu thế ạ. Dạ. Dạ. Dạ con chào bác ạ. Dạ. Bọn đó bọn bọn dạ bọn con đi tìm bọn con là đi đi tìm nhà thầy biết là không biết nhà thầy ở đâu á. Hôm nay rất là may mắn thì được biết được nhà thầy, thì có gì bác cho bọn con vô nhà một xíu cho con. Dạ, con chào bác ạ. Con chúc bác sức khỏe ạ. Dạ, con chào bác nhé. Dạ, đây nhà thầy Minh Tuệ, để em cũng để quay cho tất cả mọi người là tất cả quý vị khán giả trong và ngoài nước thì sẽ thấy được hình ảnh của đây là bác là bố của thầy Minh Tuệ mọi người ạ, để cho mọi người sẽ thấy được ở đây là quang cảnh của nhà thầy. Dạ cháu chào bà nhá. Dạ, vâng cháu chào bà. Cháu chúc bà sức khỏe ạ. Hôm nay thì cháu bọn cháu ở một nơi xa đến đây để truyền cho tất cả mọi người thấy rằng là gia đình của thầy, bởi vì nhiều người ở khắp mọi nơi mà không biết nhà ở đâu á các bác, nên là bây giờ em vẫn đang đi tìm nhà của thầy Thích Minh Tuệ. Cô ơi, cho con hỏi với cô biết nhà thầy của Thích Minh Tuệ là nhà ở đâu không cô? Đi giờ đi đường nào hả cô? Dạ. Nhà xa không cô? Ôi, bọn cháu đi từ xa đây để tìm về nhà thầy á. Nên là cũng không biết đường ở đâu cô ạ. Ủa, không có nhà. Ý mà cháu đang muốn cho Nhà mọi người thầy thấy thì có là nhà. nhà thầy ở đâu á cô. Ý là cô ở đây, cô là người dân đây, cô có biết về thầy không hả cô? À là đi đi đường vòng ở đây xong rồi đi qua bên đấy à cô? Ủa, ý là anh của thầy Minh Tuệ ạ. Làm giám đốc ở nông trường. Lên đây nhé, từ đây thẳng cái đường nhựa xong nó có cái đường quanh thẳng lên về đấy. À à, nhưng mà cô cho hỏi với lại ý là bố mẹ của thầy ấy thì làm công việc gì và bây giờ ở đâu cô? Ông ấy trước là bộ đội xong rồi bây giờ ông nghỉ hưu rồi, còn bà ấy thì làm công nhân đấy, xong bây giờ ông nghỉ hưu rồi. À là trước là làm bộ đội. Ở trước ông ấy bộ đội, ông dạ. sĩ quan mà. À sĩ quan. Thế là gia đình cũng khá giả chứ cô nhỉ? Thì cũng Dạ, khá nói chung là mọi người cũng đều rất là muốn biết là cái đúng rồi. quê nơi của thầy ở đâu để truyền cho cả cộng đồng biết ấy. Nhà ông ấy có 4 người con cơ mà đứa nào nó cũng trưởng thành hết rồi Ủa đấy. sao con thấy là 6 người mà cô nhỉ? Có 4 thôi. Có 4 người ạ? À là bây Anh giờ ấy là tên là trước là thằng Tú nên đi bộ đội rồi mà. Có phải không? À đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Thằng Tú trước là đi bộ đội. Thì đã anh Tú đó chính là thầy Minh Tuệ đấy ạ. Là Không bởi phải vì Tuấn là là anh đó, Tuấn đầu là anh đó, xong đến à Tú, thằng Tuấn. Tú, xong Tuấn. đến đây con bé cái Sâm là nó sinh 96 nó lấy chồng ở ngoài thị xã À thôi, dạ. còn thằng dưới nó là thằng Thìn là nó sinh 88 là gọi là thằng Thìn là À. À là còn là thầy Minh Tuệ là ngày xưa thế bảo là cũng làm bên địa chính đo đạc của huyện phải không cô nhỉ? đúng rồi, làm của huyện Chư Bà với đây. À làm của huyện Chư Bà mình luôn. Nhưng mà sau này thế bảo thầy đọc kinh rồi sao mà thầy đi bộ hành bây giờ được cộng đồng mạng quan tâm ấy, nên mà cũng không biết kiểu là họ ở một nơi rất là xa, họ không biết là nhà thầy ở đâu. Đấy nên Thì là để ý là ở đây nó cũng biết, tại vì ông ấy cũng người Nghệ Tĩnh mà, chúng ta cùng làm trước là cùng công nhân ở trong một cái đội này, người nông trường này nên nó biết. à là Thì coi như là trước thì nó cũng học hết nên nó đi bộ đội. dạ đúng rồi, cháu nghe là thầy học rất là giỏi, là lớp trưởng luôn. Đúng rồi, nó đi bộ đội. Đi bộ Dạ. đội xong rồi bắt đầu nó cũng cái nhà cũng vui vẻ, xong là hình như thế nào mà hình như chỉ có mấy lần mà nó đưa bà mẹ nó đi lên chùa cúng bái thế nào, đi chùa Lào ấy. Thế tự À nhiên là nó giác thích ngộ đi con đường đấy. dạ là tự nhiên là giác thế bảo ngộ. là ngày xưa là thầy cũng nói chung là gia đình cũng có điều kiện không phải thiếu thốn gì Đúng mà lại rồi. công việc lại ổn định, là một cái người gọi là quan huyện nữa Đúng rồi, đó, thì sau này không biết là con đường tu tập như thế nào đó. anh trai nó bây giờ giám đốc ở cái nông trường ấy. À anh trai của thầy Minh Tuệ là làm giám đốc ở nông trường, Thì đây đây là thuộc, chúng ta vào đây là thuộc, đây là nông đọc trường, nông trường hết, nông trường hết. nông dạ trường Ia Châm. à dạ Ông ấy thì ông ấy bộ đội, ông sĩ quan, ông về ông nghỉ hưu thì ông ấy về ông làm đây, dạ cái chỗ ông làm. Còn bà ấy thì trước làm công nhân đây, còn bây giờ bà nghỉ hưu rồi. Nhưng mà gia đình của thầy nhìn ai cũng mặt mũi cũng cũng là hiền hậu và có phúc cái Đúng rồi, cô nhỉ. từ ông thế thì ông là một quân đội, một sĩ quan. Hiền À nói chung là nhìn rất là hiền hậu và là nhìn hiền dạ lành đúng rồi, chất phát. Dạ chứ vâng. không có gì.
Dạ vâng, vậy là bây giờ cháu sẽ đi cái đường này để đi thẳng ở đây thôi. Đường nhựa. Dạ. Thẳng ra xong bắt đầu là có cái con đường nhựa thẳng đấy, thì cháu đi về hướng đường này, còn nó thẳng qua đằng kia còn nó đi đường này. Dạ. Cháu đi thẳng này hết đường nhựa là đến cái nhóm nhà nó. Dạ vâng. Đang mình hỏi thăm nhà. Dạ vâng, dạ vâng. Ở khu đấy đấy. Dạ vâng. Ngay nhà giáp với đường trường. Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô nhé. Dạ chào chú ạ. Cháu đang tìm đến nhà của thầy Minh Tuệ á chú. Cộng đồng mạng là bây giờ đang quan tâm nhiều quá mà bọn cháu thì ở gần đây nên là cháu muốn chia sẻ ở đây cái địa phương của mình ấy để cho mọi người cả nước để biết được cái nơi mà thầy đang sống. Dạ. À chú ở đây chú có biết về thầy Minh Tuệ không ạ? Chú ở đây chú có biết về thầy Minh Tuệ không ạ? Cháu nghe thấy gì? Ông nghe thấy. Đấy nè. Hỏi ông thầy ông cái thằng Tú con giống Xuân Mai đấy, bọn này nó đi nó. Dạ. Yeah. Dạ vâng, bây giờ thầy được nhiều người quan tâm. Cháu cảm ơn cô nhá, cháu cảm ơn chú ạ. Dạ vâng anh em thì. Đi thẳng đây nhé. Dạ, dạ vâng. Dạ, dạ chắc cảm ơn ạ. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục hành trình để đi tìm thầy Minh Tuệ mọi người ơi. Để cho mọi người thấy là cảnh quan ở đây rất là yên bình mọi người ạ. Đây, đây là cuộc sống của con người ở tỉnh Gia Lai mọi người nhé. Theo như mà cô chia sẻ thì gia đình của cô bây giờ nói chung là trong sự nghiệp thì cũng rất là thành đạt mọi người ạ. Và là những người thành đạt thôi. Và cũng rất là phúc hậu. Nghe nói là bố của Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ á, thì ngày xưa cũng là sĩ quan. Đó, thì bây giờ về hưu rồi. À, đây là trong cái cảnh của nông trường mọi người nhé. Đó, con đường đi cho mọi người xem thấy cái cảnh hai bên nhé. Đây là con đường dẫn vào nhà của thầy Minh Tuệ. Em sẽ quay cho mọi người hết để mọi người xem được là cái khung cảnh như thế nào. Và mọi người thì phải xem hết video nha, thì mới hiểu được những cái nội dung mà bọn em muốn truyền tải để cho mọi người thấy được là cái quang cảnh nơi mà nhà của thầy Minh Tuệ sinh sống nó sẽ đẹp như thế nào. Đây. À, như tất cả mọi người xem thì đây chính là, đây là nhà thầy Minh Tuệ mọi người này. Đó, ở ngoài, quang cảnh bên ngoài mọi người thấy nhé. Đó, thì để hỏi xem là có cô chú nào ở nhà không. Ở đây chắc là nhà thầy Minh Tuệ đây mọi người, để em hỏi. Chú ơi. Dạ. Anh ơi cho em hỏi với nhà. Ý là em đang muốn hỏi là nhà thầy Minh Tuệ là ở đâu anh nhỉ? Ủa nhà này đấy ạ. Ủa nhà hay là nhà thầy Minh Tuệ ạ? Thế là nhà có ai ở nhà không anh? Trời ơi, mừng quá, bởi vì bọn em á thì đang đi tìm đến nhà thầy cũng muốn là biết nhà thầy ở đâu á. Hôm nay mừng quá tìm đến được đến đây anh ạ. Bọn em cũng ở gần đây, cô cháu chào cô nhá. Dạ, bọn cháu hôm nay rất là vui bởi vì là khán giả trong cả nước chưa biết nhà thầy ở đâu. Nên là hôm nay cháu rất là vui bởi vì tìm đến nhà thầy cũng như là để, bởi vì thầy không ở nhà đâu, thầy về đang đi bộ đến Hà Tĩnh rồi. Nhưng mà bọn cháu muốn đến nhà để biết nhà thầy ở đâu á. Vâng, cô hô cháu chào cô ạ. Ôi, nhà thầy đấy đúng như mọi người nói, nhà thầy ở đây là cũng không thiếu gì mọi người nhá. Nhà thầy thì thầy ngày trước thì cũng cũng nghe là ngày xưa thầy làm bên địa chính là cô. À, làm bên địa chính. Ui, đây căn nhà của thầy Minh Tuệ đây nha mọi người. Để ai mà chưa biết được sẽ thấy. Đó, căn nhà của thầy rất khang trang. Bây giờ ở đây thì có ai sinh sống ở nhà của thầy à cô nhỉ? Ông với bà. À, có ông với bà. Ông bà. Dạ. Dạ, ôi, bọn đây là anh em cũng đang đến nhà của thầy. Cũng rất là may mắn có gặp cô dẫn qua. Wow, đây mọi người. Có thể đấy là cái quang cảnh ở bên trong nhà của thầy Minh Tuệ mọi người nhé. Thì hôm nay thì anh em mình cũng rất là may mắn có duyên để có thể là tìm đến nhà thầy cho tất cả quý vị khán giả trong cả nước sẽ thấy được căn nhà của thầy Minh Tuệ sẽ như thế nào đây mọi người. Đó, đây là căn nhà 2 lầu. Hiện tại thì đang có 2 bác sinh sống trong căn nhà này. Cũng như rất may mắn hôm nay thì dạ cháu chào bác ạ. À cháu chào bác ạ. Dạ cháu. Dạ cháu chào bác ạ. Thì khán giả trong cả nước ấy thì cũng đang thắc mắc là không biết là nhà của thầy ở đâu. Hôm nay bọn cháu cũng rất là vui. Thì tìm đến nhà của thầy cũng rất là mong là thầy cho con bọn con là cũng có thể là quay một xíu thế ạ. Dạ. Dạ. Dạ con chào bác ạ. Dạ. Bọn đó bọn dạ bọn con đi tìm bọn con là đi tìm nhà thầy biết mà không biết nhà thầy ở đâu á. Hôm nay rất là may mắn thì được biết được nhà thầy, thì có gì bác cho bọn con vô nhà một xíu cho con. Dạ con chào bác ạ. Dạ con chúc bác sức khỏe ạ. Dạ con chào bác nhá. Dạ đây nhà thầy Minh Tuệ, để em cũng để quay cho tất cả mọi người là tất cả quý vị khán giả trong và ngoài nước thì sẽ thấy được hình ảnh của đây là bác, là bố của thầy Minh Tuệ mọi người ạ, để cho mọi người sẽ thấy được ở đây là quang cảnh của nhà thầy. Dạ cháu chào bà nhá. Dạ dạ vâng cháu chào bà, cháu chúc bà sức khỏe ạ. Hôm nay thì dạ
Hôm nay thì cháu bọn cháu ở một nơi xa đến đây để truyền cho tất cả mọi người thấy rằng là gia đình của thầy, bởi vì nhiều người ở khắp mọi nơi mà không biết nhà ở đâu á các bác. Nên là hôm nay con đích thân đến đây thì một con cũng là người Gia Lai. Đó. Đó là rất là mừng là có một chân tu hiện tại là dạ. Tỉnh của mình ấy. Thế bọn con là hành trình là cũng đi bộ lâu cả tiếng đồng hồ bây giờ mới tới đây. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Dạ vâng. Dạ bọn cháu khi mà đến đây gặp đấy. Đây hôm nay là gặp bác đang mở thầy luôn mọi người ơi. Đó, đây đang mở xem thầy Minh Tuệ đang đi trên đường nhá. Thực sự là rất là may mắn khi mà bọn em cũng là trong một tỉnh của Gia Lai mà có một vị thầy rất phúc đức mà được cả nước hiện tại đang quan tâm. Và đây là nhìn bố mẹ của thầy là rất là hiền từ và phúc hậu luôn mọi người ạ. Để gặp được hai bác thì cũng rất là nhiệt tình. Con cảm ơn bác rất là nhiều đã giúp con tìm đến nhà. Dạ. Dạ. Dạ vâng, dạ vâng, cho con ngồi đây, con ngồi một xíu ạ. Dạ. Bác ơi, vị nhà mình là được mấy 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 anh em ạ? Bác có thể cho bọn con biết không ạ? Bốn anh em. À là bốn anh em ạ. Dạ vâng, còn thầy Minh Tuệ là thứ mấy ạ? Thứ hai. À thầy Minh Tuệ là thứ hai. Dạ. Dạ, không biết là ý là bọn con cũng đến đây á, thì cái mục đích chỉ muốn truyền tải cho tất cả mọi người thấy được là gia đình của thầy là nói chung là hôm nay vào thì gặp hai bác rất là nhiệt tình. Dạ, hai bác rất là phúc hậu thực sự với mọi người luôn ạ. Dạ, dạ, dạ vâng ạ, dạ con cảm ơn ạ. Đó thì có ông ba ra thôi có làm việc cái tiền làm rồi chứ. Dạ, bọn con là ở Phú Thiện. Ờ. Dạ. Con ở dưới huyện Phú Thiện. Dạ. Nghe tin là tỉnh mình là có thầy rất là phúc hậu mà phúc đức là dạ. Cả nước hiện tại là cũng đang muốn biết là nhà của thầy nhà ở đâu của thầy. Dạ. Và ai cụ thân sinh cho thầy là ai và còn bà con cũng là rất là nhiều. Nhiều người hỏi là không biết nhà ở đâu các bác, nên là hôm nay. Dạ. Bác ơi, bác cho con hỏi với ạ. Ví dụ như là cái con đường mà đi bộ tu hành như vậy của thầy Minh Tuệ thì gia đình mình có cấm cản hay là gia đình mình có ủng hộ hay là gia đình mình có như nào không ạ? Bác có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được biết không ạ? Dạ. Ý là cái hồi học cháu rồi thì đi bộ đội về thì đi học lớp trung cấp lớp nghiệp của nơi cũ đó. Dạ. Cháu nó cũng làm theo cái đó, nó đi làm cái cho cái Tuấn Anh cái đâu đó nó mời công ty đó đặt địa chỉnh để đi làm. Dạ. Cho đó mấy năm. Dạ vâng. Cháu nó thì nó đọc kinh sách trên nó khởi tâm tố anh đâu trong đó nó đọc kinh sách của Phật ấy. Dạ. Nó ngồi nhìn về Phật rồi nó Phật nguyện thì tố anh nên nó chạy về đó. Dạ. Là xin cha về cái để xuất giá này. À. Nghĩa là thầy cũng đã mở lời là xin cho thầy đi xuất gia. Rồi rồi mở cùng bên xin giấy xuất gia từ việc cái đơn cho tôi ký vào cho tí. À là cũng có xin gia đình mà đi xuất gia. Dạ, và lúc đó thì gia đình mình cũng có đồng ý với thầy hay là trong công việc mà thầy chọn như vậy thì gia đình mình có ủng hộ hay cái quyết định đó hay không ạ? Đồng ý rồi với ký đơn cho rồi. Dạ, rồi, nhìn cháu nói thật là đồng ý cho cháu đấy hết với có quyền đi chứ. Dạ. Thực sự là hôm nay chia sẻ với khán giả của cả nước luôn, gặp hai bác rất phúc hậu luôn mọi người ạ. Em cũng phải chia sẻ tất cả mọi người để biết là khi gặp hai bác thực sự là toát lên cái gì đó rất hiền hậu, phúc hậu. Là đấng sinh thành của thầy Minh Tuệ đấy ạ. Cháu là chỉ đến thôi thì tôi rồi là tôi rồi đi à nên là những chân giờ đi nó việc đến xin này thì tôi rồi để rồi sáng mai. Dạ. Sáng mai nó lên trên mà kỹ. Dạ. Ừ. Thì để cho nó suy nghĩ chiều đấy thì tối đấy thì chắc chắn tôi rồi đi tu là một việc rất là khó khăn. Dạ. Chống phải những ngoài đời mà đi tu và phá giới về nó không được. Dạ. Cha nói với con như thế. Phải giới về đúng được. Dạ. Cho đến về suy nghĩ kỳ từ chiều đấy cho đến tối đấy cho đến rồi sợ quái lắm. Cho chỉ dễ là đến ủy ban đi. Dạ. Có nghĩa là cũng đã được thầy cũng là đã xin ủy ban là được được bước bộ ạ. Vâng vâng. Dạ. Ủy ban chứng nhận. Cho sáng mai là nói con nghỉ kỳ rồi
suy nghĩ kỹ rồi sẽ cố gắng là đi ra nó kỹ dạy cho dạ, con vậy... nó lên trên chiếc chóng đó nó đi. Dạ, vậy là thầy đã đi đi bộ hành như vậy được bao nhiêu năm rồi ạ bác? Đi bộ hành từ năm 15 ạ, năm 25. Từ năm 25 đến bây giờ luôn ạ. Ừ. 2015 bây giờ là gần 10 năm. Ờ, 2015 là chuyện gì đấy. 10 năm. Không nhưng mà thầy là thầy đã đi xuất gia nhưng mà hiện tại là đã không còn cái ở cái ngôi chùa đó. Thì à, con cũng nghe như vậy á, con nghe là bảo là ngày như thế là đi xuất gia. Cháu đi xuống cái ngôi chùa trước tiên là vào cái tu viện Lâm Tâm Như, cái tu viện Tâm Như. À, vào tu viện. Học ở đó một thời gian. Dạ. 5 6 tháng như đó. Và rồi đến một cái chùa. Dạ. Đến cái chùa là cũng hợp với là cái chùa như ở Tây Ninh hay là Đồng Nai gì đó. À, cũng cũng đi học ở ở cũng đi tu ở chùa. Ờ, cùng vào cái chùa được khoảng mấy tháng rồi thầy cũng hợp. Dạ. Cũng hợp với Dương Tú và với đây là. Dạ. À, là ra khỏi chùa. Ra dạ. Khỏi chùa thì về đây. Dạ vâng. À, về đây thì tôi làm cho cái thất ở trên chỗ cái rầy tôi làm ở trên đó. À, có nghĩa là thầy là cũng có một cái thất nhỏ ở trên rầy. Vâng, tôi làm cho thầy. Thầy là hai bác làm cho thầy ạ. À, tôi làm. Quá tuyệt vời. Thì... quá tuyệt vời. Ba ở đấy đó. À, có nghĩa là bà, bác là bác gái là ở trên đó để phục vụ thầy. Ở trên đó tối một tháng trên đó. À. Tôi thì thấy là trên đó tôi nuôi cá nhiều, thế là người ta đến câu cá nhiều quá. Dạ. Thế bảo là ở đấy người ta sát sinh nhiều quá mà cậu cả thì không ở rồi là lại đi. À, à cái quá trình của thầy cũng là cả một cái hành trình dài đúng không à, bác? À. Để có được một ngày hôm nay là nói chung là đến bây giờ thì cái ai cũng biết đến thầy Minh Tuệ là một con người là đi bộ hành không có nhận tiền, ăn một bữa và ngủ thì ngồi. Một trong những công việc mà không phải là cái việc mà đi bộ này thì rất nhiều người đã từng làm nhưng mà chưa có ai mà có thể đạt đến cái việc như là thầy Minh Tuệ. Đến ngày hôm nay mà như mọi người nói rằng là một cái tiếng giống như kiểu là tiếng lành đồn xa khắp trong và ngoài nước thì tất cả quý vị khán giả, cô chú, bác đều muốn rằng là ở đây là muốn biết rằng là đến cái căn nhà của thầy xem là như thế nào và ngày xưa thì ra sao mà thầy lại đi như vậy và bây giờ thì thực sự hôm nay bọn cháu đến để gặp được hai bác thì bọn cháu cảm thấy rất vui, quá là vui. Duyên có nghĩa là duyên của bọn con là quá lớn luôn mới được gặp hai bác, vì ở trên mạng cũng người ta cũng bảo là hai bác là đã đi ra ngoài Hà Tĩnh. Đó. Nhưng mà con là, con không tin, hai đứa con là không tin. Nhưng mà con là đi xe rồi, đi bộ từ ngoài đầu đường vào đây luôn ạ. Đường lớn vào đây. 2 cây số và đi bộ vào đây. Thế là bây giờ bọn con vào đến nơi thì ở đây người ta bảo là hai bác vẫn ở nhà, thế còn bọn con mừng quá. Thế là bọn con là đi đến tìm bác có điện rẻ là về tỉnh để đón. À, sứ tôi vào quê hương bây giờ ở đây rồi. Yeah. Nhà cửa ở đây rồi, quê hương ở đây rồi. Bản thân là nó ở đây rồi. Dạ. Yeah. Cho đến giờ không bao giờ đi rồi, nó có đi. Nó có về, nó ghé vào đây, ghé không ghé thôi. Dạ, dạ, dạ vâng. Con cũng nghe vào ngày xưa thầy cũng học là cũng giỏi là lớp trưởng luôn à, phải không thầy? Học được, học được. Tôi về nhà có anh mới có cái con bé như đang làm việc ở trên Văn Giang là học giỏi đấy. Cái con bé là học sinh giỏi của huyện với con cái thằng út bây giờ là đi thi học sinh giỏi của tỉnh. Trời ơi, nhà mình là truyền thống đấy ạ. Truyền thống rồi. Chứ con cái thằng anh cả thì dốt. Dạ. Anh cả lại là người khá là thành đạt đấy chứ ạ. Dốt chứ mày làm chứ thành đạt nhất.